Lời đầu tiên tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em chơi Euro trên miền Tổ quốc. Qua đây xin lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bác khách đã tin tưởng ủng hộ sản phẩm bên em trong suốt thời gian vừa qua, cũng như các bác thường xuyên theo dõi, ủng hộ, đăng ký và like share kênh YouTube của em ngày càng phát triển. Em xin cảm ơn những lời cảm ơn chân thành cũng như là động viên của các bác ở trên kênh YouTube để kênh của em hoàn thiện. Hôm nay là ngày 21 tháng 7, em tiếp tục giới thiệu các bác một chiếc đầu radio của hãng Victor với model là TD7. Chiếc đầu này là chỉ bắt được đài FM các bác nhé, bởi vì là tần số FM của nó là 90 nên là nó chỉ bắt được đài AM thôi. Đấy. Thì chiếc thất radio này sở hữu là size ngang 42 các bác nhé, 42. Xe ngang của nó sang ngang 42. Chiều cao của nó là 10 cm và chiều sâu của nó là 26 cm, 26 cm cả cái lúm các nhá, tính cả lúm. Đấy. Thì về thì tình trạng tất radio này bắt đài FM rất là rõ nét các nhá. Đấy, không cần tăng ten, bởi vì đích thân bản thân của cái chiếc cái thước radio này nó đã có ten rồi. Đấy, phần ngoại hình đây em nút nguồn thôi nhé, quay cho bác xin ngưỡng vít qua chó chó nghe kèn thế này, một đen là TD7. Đây là nguồn, đây là nút đèn báo sóng không nhé, báo sóng đèn đây chút dò sóng thì các bạn thấy. Đấy. Đây tần số FM của nó chỉ có 90 thôi, nên là mắt FM của Việt Nam mình đấy nhá, thì các bạn tốt AM thôi. Đấy, nút chuyển là FM AM. Đấy. Đấy, đồng thời thì cái đèn báo thì nó nhảy luôn. Đấy, trên dưới đấy. Đây là tự động này, đúng volume đây. Cái đúng volume này thì về tình trạng nó không phải zin theo theo đúng của nó ấy, hồi về đã như này rồi nên nó hở này, em sẽ kiểm tra thì nó không đúng cái volume của nó đâu. Đấy, volume của nó phải đẹp hơn, tức là kít hơn đấy, nhưng mà cái này nó cũng đẹp mà xấu nhá, sở hữu mặt phanh nhôm, xanh nhôm trắng các bạn. Đấy, đây, đây. Đấy. Bên này rất là đẹp. Đây là anten, bắt là cái anten của thuốc này đã có rồi các bác nhé. Đây. Model của nó này, điện model của nó là TD7 đây. Điện 100V, công suất nó 8W, sản xuất tại Nhật Bản các bạn. Thuốc này nó có cái jack AV luôn. Đây là AV kết nối mấy chiếc đi phía dưới này để tự làm nguồn phát các bác nhé. Đấy, rất là tiện. Đây, phần nội thất của em nó đây, mở ra bác xem. Đấy, phần nội thất cái đáy của nó bằng giấy à. Phần này nó rất bên trong nó dinh nguyên bản rồi. Tắt cái đèn đi thì các bác thấy được cái đèn là của không ạ. Đấy, đèn hiện có tuner lên. Đấy. Đấy.
dành cho chương trình cũng đã hết. Chương trình nông thôn Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phát từ lúc 4:30 đến 5:30 phát tại từ 20:00 đến 21:00 cùng ngày trên làn sóng AM 610 kHz. Thân ái chào tạm biệt bà con, hẹn gặp lại bà con trong chương trình phát thanh kỳ sau. Niềm vui lớn nhất trong cuộc sống chính là làm được những gì mà người ta cho rằng chúng ta không làm được. Bây giờ là 21:00. Thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh VOH. Thưa quý vị, trong chuyên đề thời cuộc tối nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị tổng hợp của tác giả Khánh Minh đăng trên báo Sài Gòn Giải Phóng nhan đề nguy cơ khủng hoảng nợ toàn cầu bắt nguồn từ Trung Quốc. Bây giờ là một số tin tức đáng chú ý đã phát trong ngày. Thưa quý vị, tiếp tục kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15, hôm nay Quốc hội nghe tờ trình và thảo luận cho ý kiến. Theo tờ trình chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022 được Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày trước Quốc hội có 4 chuyên đề giám sát tối cao. Em xin phép được dừng cái video test tại đây. Thì chiếc thuốc tuner này hoạt động mà bắt đài AM rất là tốt đó nhé, sóng rất là rõ nét. Đấy, không xôi xi gì cả. Đấy, thì do cái lúp này nó không được zin, thế là em bán giá là 550.000 bao phí ship toàn quốc cho các bác. Nếu bác nào có nhu cầu muốn đi sưu tầm và trưng bày thêm lên cái âm ly Victor của mình đấy, hoặc là cái âm ly màu trắng đấy, hoặc là muốn nghe các bác là muốn nghe radio thì các bác hãy liên hệ với em, số máy là 0907 223 269, em ở thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em xin chào và hẹn gặp các bác ở video sau.